Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình nhập được ít máy về, có cả hộp rồi các bạn ạ. Đấy, thì mình làm cái video gửi đến mọi người. Trong đó có con máy mình mua được của một anh ấy xem YouTube của mình, anh đến anh đổ. Con X này rất là đẹp, rất là rẻ luôn các bạn nhé. Đấy, thì mình làm video gửi đến mọi người cho mọi người xem và mọi người chọn. Đấy, các bạn ở quanh Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình là 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ở ngay chân cầu Trương Dương đấy các bạn ạ. Đấy, còn nếu các bạn ở xa thì bên mình có bán hàng ship code toàn quốc các bạn nhé. Các bạn mua hàng chỉ cần cọc cho mình cái thẻ 50.000, máy dưới 2 triệu, thẻ 100.000 máy từ 2 triệu đến 5 triệu và thẻ 200.000 máy từ 5 triệu trở lên các bạn nhé. Và tất nhiên tiền cọc mình sẽ trừ vào tiền mua máy. Tiền cọc mình sẽ trừ vào tiền mua máy các bạn nhé. Đấy, thì mọi người chú ý xem hết video và chọn cho mình những con máy nào ok nhất. Đấy. Thì đầu tiên giới thiệu các bạn là một cây Oppo A12. Oppo A12 còn cả hộp. Nhưng mà trong hộp này thì lại không có cái phụ kiện nào. Thì hộp không thôi các bạn nhé. Thì các bạn lấy của mình thì mình sẽ tặng kèm phụ kiện ngoài sau. Đấy, còn cái ốp người dùng rất chi là giữ, cho nên là máy rất chi là mới nhá. Đấy, Oppo A12 giá 2 triệu, RAM 3, bộ nhớ 32. Và mình vẫn cứ tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1.1 trong 3 tháng nhá. Đây, Oppo A12 này, màn hình rất đẹp nhá, RAM 3, bộ nhớ 32. Đấy. Máy bao zin 100% cho mọi người nhé. Bao zin bao đẹp luôn. Tiếp theo là một cây Redmi C2. Đấy, Redmi C2. Và cái này thì chỉ còn một cái củ sạc, hay là còn cả cáp sạc nhé. Còn củ cáp xịn luôn. Đấy, củ cáp xịn luôn nhé. Redmi C2 này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 1.7 triệu. Đấy, còn rất mới luôn nhá. Đây, màn hình rất mới luôn à. Chưa à mố, chưa già nhá. Và con này là RAM 2, bộ nhớ 16. Đây, Redmi C2 này, RAM 2, bộ nhớ 16. Đấy, thì mình vẫn là bao zin 100% cho mọi người nhá. Bao zin 100%. Đấy, tặng cường lực, tặng sạc, bảo hành 1.1 trong 3 tháng cho mọi người. Rất là mới và rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một cây Redmi 9. Đấy, cây này thì bên trong còn đúng một củ sạc zin thôi các bạn nhé. Đấy, cáp sạc thì không có, hộp thì còn, nhưng mình sẽ thêm cáp sạc ngoài vào nhé. Đấy, Redmi 9. Con này là RAM, con này RAM mấy nhỉ, RAM 4/64 các bạn nhá. Con này RAM 4/64, hình thức đẹp, máy zin. Đấy. Và tất nhiên mình vẫn cứ tặng cường lực, tặng sạc bảo hành 1.1 trong 3 tháng cho mọi người. Đấy, và giá bán của nó là 2.7 triệu các bạn nhá. 2.7 triệu. À xin lỗi các bạn, con này mình bán 2.6 triệu nhá. Con này mình vừa thương lượng mình bớt được 100.000 nên mình chỉ bán giá 2.6 triệu thôi. Đấy. Và tất nhiên mình vẫn cứ bảo hành 1.1 trong 3 tháng cho mọi người. Tiếp theo là cây Samsung A50s. Cũng còn hộp nhưng mà lại không còn phụ kiện gì. Còn mình sẽ tặng phụ kiện ngoài nhé. Đấy, vẫn cứ tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1.1 trong vòng 3 tháng cho mọi người. Samsung A50s. Máy rất là đẹp. Rất là đẹp nhé. Bao đẹp bao thích cho mọi người luôn. Đây. Và con này là RAM 4/64, máy hết pin nên nhìn màn hình nó tối đấy, mình tăng sáng lên nhé. Đấy, máy rất là đẹp. RAM 4/64, giá 3.7 triệu nhé. Samsung A50s. Đấy, tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1.1 trong 3 tháng cho mọi người. Rất là ok luôn đấy. Tiếp theo giới thiệu các bạn một cây iPhone X. Cây này thì là mình mua được của một anh ấy xem YouTube của mình. Em lấy cho anh cái giấy lau em ơi. Xem YouTube của mình và em mua con 11. Đây là bóc ra rất mới nhưng còn keo, để mình sẽ bóc ra về sau nhá. Bóc cho mọi người về sau, cho mọi người biết là mình vừa mua đây này. Bóc ra siêu mới đây nhá, mình bóc các bạn nhìn này. Đó, chỗ này và chỗ này nó khác hẳn đúng không? Anh mua con 11 Pro Max của mình với giá là 20.500.000 và anh để lại con này cho mình. Đấy, thì mình bán con này cho mọi người với giá là
7,8 triệu. Đấy, tặng ốp sạc cường lực, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Máy bao zin 100%. Đấy, máy bản KH. Đây, bản KH nhá. Và pin thì còn 82%, xài vẫn là ok nhá. Đấy. Nói chung con này mình chỉ cần lau chùi đi này. Đấy, lau chùi vệ sinh thì máy rất là đẹp, anh này dùng rất là dữ nhá. Đấy. Giá 7,8 triệu. Tặng ốp sạc cường lực của anh 1,1 trong 3 tháng. Tiếp theo thì mình lấy về được 4 cây. Hôm trước mình lấy 1 cây về bán thử mà mình thấy rất nhiều người thích. Đấy, cho nên mình đặt thêm 4 cây Samsung J8 các bạn nhé. Samsung J8. Đấy, 4 cây. 1 cây màu vàng, 1 cây màu xanh và 2 cây màu tím mận, tím quả mận các bạn nhé. Tím khoai lang các bạn ạ. Khoai lang tím đấy. Rất là đẹp. Thì RAM 3, bộ nhớ 32. Mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2,3 triệu. Được tặng ốp sạc cường lực, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng cho mọi người nhá. Đấy, mọi người lưu ý và chọn này. Mình đặt 10 cây cơ. Đặt 10 cây cơ các bạn ạ. Nhưng mà rất tiếc là chỉ về được 3 cây thôi. À 4 cây thôi các bạn nhá. Mình đặt 10 cây, về được 4 cây. Xem cái nào active rồi mình cho các bạn xem cho nó nhé. Dễ. Đây. Đây thì tăng hết pin, tăng sáng lên. Tăng sáng lên nhá. Cho mọi người xem. Nói chung các cô chú mà dùng chung chung tuổi dùng con này quá tuyệt vời luôn. Cứ tầm khoảng 35 tuổi, thanh niên 35 tuổi dùng được rồi. RAM 3 nhá, là rất là hợp luôn. Đấy. Có 2,3 triệu thôi, RAM 3 bộ nhớ 32. Samsung J8, đấy, được tặng ốp sạc cường lực, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng cho mọi người. Đấy, máy 2 SIM, rất là chất. Rất là ok luôn nhá. Tiếp theo thì mình có một cây Mi T9. Mi T9. Đấy. Các bạn mua hàng thì vui lòng các bạn Mi T9 này. RAM 6 nhá. RAM 6 bộ nhớ 64. Hay à. Con này thì nghe nói là chơi game rất là ok đấy các bạn ạ. RAM 6 bộ nhớ 64. Mi T9. Đấy. Con này thì mình sẽ bán cho mọi người với giá là 3,4 triệu. RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Rất là hấp dẫn luôn đấy. Mi T9 3,4 triệu. RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Mình xem lại này. RAM 6 bộ nhớ 64 đúng không? Mi T9. Đấy, được tặng cường lực, tặng sạc, bảo hành 1,1 trong 3 tháng. Đây, tiếp theo này này. Rất chi là con này ứng dụng rất chi là hay luôn nhá. Con này là con Mi 8 Lite. Con này các bạn ạ, mình thật sự mình bán con nào hết con đấy luôn. Con này rất dễ bán. Đấy, máy rất đẹp. Bao zin 100%. Tặng cường lực, tặng sạc, bảo hành 1,1 trong 3 tháng. Nâng kính. Đấy. Rất là chất. Thì con này mình sẽ bán với giá là 2,3 triệu các bạn nhé. Mình bán 2,3 triệu. Hay tăng sáng cho mọi người cho nó đẹp này. Đấy, rất là chất luôn nhé. 2,3 triệu. Mi 8 Lite. Tặng cường lực, tặng sạc, bảo hành 1,1 trong 3 tháng. À. Đấy, bật máy lên đấy. Là nó hát. Xem cấu hình nhá. Ui, con này cũng cấu hình mạnh đấy các bạn ạ. RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. RAM 4 bộ nhớ 64 này. Đấy, rất là chất luôn. Ok, vào đây. Một cây iPhone 6 Bluetooth 128GB. Đấy. Máy rất là đẹp luôn nhá. Màn zin 128GB nhá. Bản Mỹ này. Máy quốc tế này. Pin thì còn 100% luôn. Đấy, cái này mình bán cho mọi người với giá là 2,2 triệu nhá. 2,2 triệu iPhone 6 Bluetooth 128GB. Đây. Hơi phải phẩy một tí ở đây thôi. Nói chung là hình thức vẫn là đẹp. Rất là đẹp nhá. Tí cấn một tí thôi nhá.
Đấy, và máy bị hỏng vân tay rồi các bạn nhé. Bị hỏng vân tay thôi, còn nút hôm vẫn dùng được. Nút hôm vẫn dùng được, hỏng vân tay thì mình bán với giá là 2,2 triệu, tặng ốp sạc cường lực, và mình vẫn bảo hành 1-1 trong vòng 3 tháng cho mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp và rất là chất luôn. Và đây 6 Bluetooth đang mình về được chục cây, mình về được đúng 10 cây 6 Bluetooth nhá, màu gold. Đấy, máy đã lên vỏ nhá. Mình nói luôn các bạn là máy đẹp nha, chỉ có lên vỏ thôi. Bất kể con 6 Bluetooth nào mà đẹp như này, mình khẳng định các bạn chỉ có lên vỏ. Đấy, nhưng mà lên vỏ thì nó cũng không ảnh hưởng gì các bạn nhá. 6 Bluetooth, máy đã lên vỏ 64GB, giá bán là 3,1 triệu. Đấy, full chức năng, máy full chức năng nhá. Đây, ui, phiên bản vẫn 9.3.4 này, phiên bản máy Mỹ này, chứng tỏ là người dùng rất chi là dữ nhá. Đây, máy ma Mỹ này, cũng dùng 9.3.4 này. Đấy, rất là chất luôn. Pin thì cái dòng này sẽ không kiểm tra pin được, mình kiểm tra con này đi. Đây nhá, pin 100% này. Đấy, máy ma Mỹ nhá, toàn là máy ma Mỹ thôi. Rất là ok đấy mọi người nhá. Thì mình về được chục cây, đúng 10 cây luôn. 6 Bluetooth 64GB. Đấy, máy lên vỏ đẹp keng luôn. Máy lên vỏ nó rất là đẹp luôn. Đấy, bao màn zin và main zin, vỏ đã lên. Giá bán là 3,1 triệu, tặng ốp sạc cường lực và hành 1-1 trong 3 tháng cho mọi người nhá. Đấy, và tất nhiên là máy full chức năng rồi. Thì mọi người mua hàng bên mình ý, thì mọi người lưu ý giúp mình nhấn mạnh lại là hôm trước có một bạn comment rằng là có chắc chắn không, thì mình nói lại là mình chắc chắn rằng bên mình chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng fake, không bán hàng nhái. Nếu bạn nào có gọi là có căn cứ hay là có dẫn chứng chứng minh được bên mình bán hàng fake, bên mình bán hàng nhái, thì mỗi một cái dẫn chứng đó mình biếu 10 triệu nhá, mình biếu 10 triệu đấy. Mình xin khẳng định lại một lần nữa, không bán hàng fake, không bán hàng nhái. Và các bạn muốn mua hàng bên mình thì các bạn vui lòng gọi điện cho bên mình qua số hotline, hoặc nhắn tin qua Zalo, hoặc nhắn tin qua fanpage. Các bạn chủ động nhắn tin qua fanpage giúp mình thì bên mình sẽ có nhiều người trả lời hơn nhá. Đấy, và tất cả các thông tin đó mình sẽ ghim trên phần bình luận hay là phần mô tả video các bạn nhá. Đấy, các bạn cứ có cái gì đó chứng minh được bên mình bán hàng fake, bên mình bán hàng nhái thì sẽ có 10 triệu nhá, sẽ có 10 triệu cho mọi người. Ok, thế thôi, xin chào mọi người nhé.